Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip xin được cảm ơn hai anh em Nguyễn Quang Tùng và em Quang Trần đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Cùng với đó xin được cảm ơn anh em Công Huy, anh em Ngọc Nguyễn, anh em Leo Nguyễn, anh em Nguyễn Đức Tài, anh em Lê Trịnh Thành Trung, anh em Phú Lý, anh em Bùi Cao Liêm và anh em Di Bùi. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để hỗ trợ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định và cố định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Hôm qua sau khi mà tôi lên cái clip gây nghiệp với 50 HP trong một round ấy, đấy, đi qua cái nhà nào, ghé thăm nhà nào là coi như là nhà đấy thăng thiên. Thì phải nói thật với anh em là có rất nhiều anh em quan tâm đến cái chủ đề Insectoid và cái bộ siêu đẻ. Thế nên là hôm nay rất có thể là chúng ta sẽ có thể chơi lại cái bộ siêu đẻ anh em nhá. Chủ đề nào mà được nhiều người quan tâm thì tôi sẽ bám vào cái chủ đề đấy và tôi sẽ làm clip thôi. Ok, để xem là hôm nay chúng ta có thể chơi được bộ siêu đẻ không. Ở trong cái bộ truyền thuyết ngày hôm nay cũng sẽ có con mèo 5 đô anh em nhá. Vài con mèo 5 đô ấy, khi chúng ta kết hợp với Insectoid thì thực sự nó quá là kinh khủng khiếp. Ui, từ từ nhá, ra mết à. Ra mết đồ game này. Này còn sao cho tôi một con gấu nữa chứ. Thế chứ lị. Thế thì bán hết đi câu gấu xong rồi chơi Mesaman hơn gì nữa. Phải không? Chính xác. Để từ từ xem đã. Nhưng mà ra gấu sớm này khả năng ra được gấu Saman với gấu mết là ngon đấy. Càng về cuối mùa này, tôi càng muốn chơi những cái đội hình mà nó độc dị lạ để phục vụ anh em ạ. Sắp hết mùa rồi, còn có mấy ngày nữa là hết mùa mà. Thế là chúng ta cũng, cái tầm này tôi nghĩ là anh em cũng chả có leo rank nữa. Tầm này là lên hết những cái mức rank mà anh em mong muốn rồi, đúng không? Đấy, còn anh em nào mà chưa lên được cái mức rank mà anh em mong muốn không? Còn anh em nào không? Anh em có thể chia sẻ ở trong cái phần comment nhá. Đấy, tôi là tôi rất là mong muốn các anh em ngoài việc là chia sẻ cái những cái nội dung ở dưới phần comment cho tôi thì tôi cũng rất là muốn là các anh em mà chia sẻ với nhau. Đấy, các anh em có thể là trao đổi với nhau ngay ở trong những cái phần comment, bởi vì thực ra là ở trên kênh của tôi thì cái độ tương tác của nó rất nhiều. Anh em cũng có thể thấy là comment rất nhiều. Đấy, anh em có thể đọc comment của những cái người cùng chơi và anh em có thể trao đổi với nhau xem là có cái đội hình gì hay ho mà ví dụ như là anh em chưa đạt được cái mức rank mà anh em mong muốn ấy thì các anh em có thể trao đổi với nhau cũng được. Đấy, bởi vì thực ra là tôi thì cũng chỉ cái lúc thời gian lên clip là tôi đọc comment này rồi tôi trả lời comment, và cái buổi tối hôm sau khi mà tôi coi như là tôi có thể là có những cái khoảng thời gian rảnh rỗi sau tất cả công việc hàng ngày của tôi thì tôi mới lên tôi trả lời comment thôi anh em ạ nhá. Nên là nhiều khi là nếu mà để anh em đợi tôi ấy, để mà trả lời các cái comment của anh em thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là lâu. Đấy, nên là thay vì cái việc đấy là anh em có thể trao đổi với nhau nhá, anh em có thể hỏi nhau. Đó, nó cũng rất là hay. Chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm của những cái người khác nữa. Tôi phải nói thật với anh em là ở trên kênh của tôi có rất nhiều pro player nhá anh em nhá. Đấy, thậm chí là những cái bộ mà đánh về chuyên sâu ấy, họ còn hơn tôi rất nhiều. Tôi thì anh em cũng biết là tôi thực ra là chơi rất nhiều bộ, nhưng mà những cái bộ chuyên sâu nó chỉ có một vài bộ thôi chứ còn nó cũng không có nhiều. Ví dụ như là bộ Hunter chẳng hạn thì tôi nói chung là tôi cũng khá là chuyên sâu. Insectoid, Hunter, Gladiator, đấy là những cái bộ mà tôi thông thạo. Và một vài bộ bắn trưởng anh em nhé, God Gear các thứ thì cũng chơi là cũng nói chung là cũng tạm tạm. Đấy, còn một vài bộ khác thì có rất nhiều anh em để anh em có thể học hỏi được. Tôi lấy ví dụ như là cái bộ Feather kẹp với cả Shadow ấy. Cái bộ đấy tôi, anh em thấy là tôi cũng có chơi đâu. Bởi vì tôi, bộ đấy tôi không thông thạo lắm. Đấy, tôi cũng không chơi mấy ở trên kênh. Anh em chưa nhìn thấy một cái clip nào mà tôi chơi con Shadow làm co ở trong cái bộ Feather đúng không? Anh em sẽ không thấy đâu, bởi vì tôi khẳng định với anh em là tôi chưa chơi một cái trận nào mà có con Shadow nó làm co ở trong cái bộ Feather ở trên kênh của tôi cả. Đấy, 9 Feather fake kẹp với cả Shadow làm co tôi chưa bao giờ chơi luôn. Ok. Thế nên là tôi nói chung là cũng mong muốn là anh em có thể học hỏi hơn từ các anh em pro player khác ở trên kênh. Anh em yên tâm là sẽ có rất nhiều người có thể là hướng dẫn các anh em mới chơi có thể chơi được. Đấy, như anh em thông thạo, anh em biết là cái thông thạo nó khác hay không thông thạo chỗ nào. Tôi thì có thể nói là bộ nào cũng biết chơi, nhưng mà cái vấn đề ở thông thạo ở đây ấy, nó là cái tham minh anh em ạ. Cái đỉnh cao nhất của tất cả các cái app đó chính là cái tham minh. Tham minh chuẩn ở cái khoảng thời gian mà nó mạnh ấy, ở trong đội hình ấy, nó biết cái điểm rơi của đội hình ấy, nó quan trọng lắm.
không phải ai cũng làm được. Kể cả là anh em có biết được là những cái đội hình đấy nó có những cái con gì. Đấy, nó có những cái con gì này. Là anh em xem clip, anh em thậm chí anh em không cần xem, anh em chỉ cần tua đến cuối. Đấy, anh em biết được là nó có con gì, đúng không? Đấy là một cái mà anh em có thể học được rất dễ. Đấy là anh em biết được cái đội hình nó có những cái con gì, mình chỉ cần mua cái con đấy thôi. Để xem nào. Úi ôi, thằng này vãi đài đấy. Câu ra được 3 con gấu này. Một con gấu thôi là 4 gấu thì chắc là nó mới là cái thằng đấm tôi đấy. Ý định là cùng chơi một bộ, là tôi cũng đang có ý định chơi Saman đây này. Mà chưa câu ra con gấu nào cả. Mà câu ra được hai con gấu quan trọng nhất ở trong bộ Saman. Đấy là con gấu mết với con gấu Saman. Dã man. Như thế là tí nữa là chỉ việc bán cái con. Nói chung là hai con đấy nó đủ ở trong cái bộ đấy rồi, thì tí nữa là đủ bộ 4 Saman là cho vào thôi. 3 Saman, à 4 Saman kẹp với các 3 mết đấy. Chơi đơn giản không à. À, vấn đề là phải ra được cái con gấu Saman. Tôi chưa ra được cái con gấu nào mà nó ra được hai con cò ở trong cái bộ đấy. Dã man thật sự. Có hai gấu cái tỷ lệ nó ra nó nhanh lắm anh em ạ. Cái bộ gấu ấy, nó chỉ cần ra được hai con gấu cái giai đoạn đầu game thôi thì thế nào nó cũng sẽ ra được 4 con. Có chịu nha. Đội hình yếu quá anh em ạ, mà tôi còn bây giờ tôi không có eco bỏ vào cơ. Thế thì không có eco bỏ vào. Máu tụt quá. Làm nào giữ máu ở cái giai đoạn này mà không có một cái con co gây đam nào cả. Chỉ có thể là cho súng vào thôi anh em ạ. Ui rồi ôi, con súng nó lại còn bị hack nữa chứ. Nó bị tên thỏ bắn trúng chứ. Đấy nhưng mà ui, có vẫn thắng này. Ôi rồi ôi, chán thế. Thế là còn không có chỗ thua nữa cả. Thế thì chết tôi rồi anh em, sai lầm quá nhưng mà thôi. Kiểu mình ham giữ máu á. Sama này. Kiểu tôi cứ bị ham giữ máu xong rồi tôi cho súng vào, thế là tôi mất chuỗi rồi, mất chuỗi thua rồi. Mà thôi kệ đi, chả cần. Tôi là tôi vẫn mong muốn là tôi sẽ có thể là ra bài mạnh mạnh một chút rồi tôi đánh chuỗi thắng luôn. Chứ còn tôi cũng không có ấy đâu anh em ạ. Tôi cũng không có gọi là eco quá sâu đâu. Đấy, trừ khi những cái lúc mà tôi cần cái khoảng thời gian để tôi tâm sự với anh em thì tôi để nó sâu sâu một tí cho đỡ phải nghĩ. Chúng ta chỉ cần là chuẩn bị cho cái round quái là có thể ăn được quái thôi là đủ rồi. Còn những cái round khác thì chúng ta không cần quan tâm. Còn đánh chuỗi thắng thì chúng ta phần cần phải quan tâm nhiều thứ lắm anh em. Quan tâm xem là trong cái bàn cờ có những ai đang chơi những cái gì, đội hình gì và họ có cái ý định là chuyển sang cái gì, cái thằng eco nó đang chơi gì. Đấy, để mà tính toán để cái lúc mà chúng ta gặp lại thằng eco ấy không bị mất chuỗi. Đấy, hoặc là về late game là chơi với những cái thằng nào. Nói chung là đau đầu lắm anh em ạ. Chơi chuỗi thắng nó khác với cả chơi chuỗi thua. Nó rất là đau đầu. Chính vì cái lý do đấy mà có những cái trận đấu mà phải đánh chuỗi thắng là những cái trận đấu mà căng thẳng nhất. Để mà giữ chuỗi đấy anh em, khó cực kỳ luôn. Mà anh em thường anh em nhìn thấy kết quả, đúng không? Là anh em không biết được cái độ khó của nó đâu. Ok, rồi round này thì chắc chắn là tôi sẽ phải up cấp lên rồi. Để 5 con thì không thể ăn được nha anh em nhá. Đội hình quá yếu. Chúng ta không thể ăn được với đội hình 5 con. Như này tôi còn có khi tôi còn đang lo là không ăn được cái này. Anh em ạ. Tôi có khi còn đang lo không ăn được này. May có con rồng ấy nhá. Con rồng nó có một cái lượng đam là có thể ăn được. Rồi. Ok. Có sách. Coi như là chúng ta không bị lỗ. Ui đây rồi. Quá hợp lý anh em ạ. Ok nha. Miss Saman à. Chuyện này mà câu ra gấu Saman thì chúng ta sẽ có thể đánh được 6 Saman. Cái bộ Saman cũng là một trong những cái bộ đẩy nhiều đấy anh em. Lúc đầu nhá, tôi ra là cái con Thunder Spirit.
Tôi cứ nghĩ là tôi có thể đánh được chuỗi thắng, nhưng mà nó lại không ra 3 mét anh em ạ. Thế mới cay. Bây giờ nó mới ra, nó nổ con gấu mết cho tôi đấy. Cho tôi ra con Thunder Spirit ở cái round rất là sớm luôn. Round 2 ra Thunder Spirit. Mà rồi cuối cùng là gì? À round 3 đúng không? Round 3. U đây rồi. Nó ra Thunder Spirit nhưng mà nó lại không ra 3 con mết cho tôi. Đấy, nó cũng không ra cái đồ để có thể chơi mết được. Thế nên là cái đầu game này chúng ta phải đánh chữ thua, mà thậm chí là chúng ta còn không vừa đánh chữ thua luôn. Anh em thấy là hiện tại là tôi đâu có chuỗi đâu. Đấy, không có chuỗi. Còn phải up lên 6 để mà đép cái rau quái. À, chuyện này tương đối là thọt đấy nhá, thọt tiền, thọt máu. Chuyện này thọt máu là rõ rồi. Tiền cũng rất là thọt. Tầm round 15 ấy mà lên được level 7 với 50 tiền thì nó mới gọi là eco chuẩn nhá anh em nhá. Còn nếu mà ở round 15 mà chúng ta không lên được 7 với 50 tiền ấy thì đó là thọt đấy. Thế đó. Giết được thêm con nữa không? Giết thêm con nữa đi. Trời ơi, mất nhiều máu quá thì mất thôi. 64 máu rồi này. Bây giờ mới ra được cái con Flame anh em ạ. Đấy, con Flame bây giờ mới ra là con đầu tiên luôn. Nghe mới cay. Đen nhờ, tôi cắn máu, nó cộng có 1 máu ạ. Chán thật. Cắn cái cục máu lên được đúng 1 máu. Đen đến như thế là cùng. Chuyện này chơi chơi mết thì bây giờ không có đồ này. Làm sao bây giờ? Hay là chuyển sang Insect tiếp. Chơi Insect trận này thọt tiền quá nhở. Insect là một cái bộ đắt tiền anh em ạ, không phải là một cái bộ rẻ tiền. Và cái bộ Insect là đánh là thường là sẽ phải đánh ở level 8-9, chứ không đánh ở level thấp đâu. Bây giờ tôi còn đang chưa lên được 7 cái này. Lên 8 lên 9 thì hết tiền, làm gì có tiền mà chơi Insect. Insect có đắt lắm, toàn có 4 đô thôi. 4 đô với cả co 5 đô. Đấy, hoặc là co 4 đô cũng được, nhưng mà nói chung ấy là toàn 4 đô. Mà lại còn phải ngoài việc là lên 2 sao nhá, của 4 đô nó còn phải có một con hiến tế nữa cơ. Nhưng bộ đấy đắt lắm anh em. Khi mà chúng ta không có chuỗi eco đánh rất khó. Máu thấp quá rồi, không chơi được có Insect rồi. Mà chuyện này chơi mết thì bây giờ tôi đang tính là có chơi được không đấy. Khó quá nhở. Tôi còn đang sợ lọt quái cái này. Cái đau quái trông có vẻ lọt lắm. Lên level 7 thì chắc là không có 50 tiền rồi. Đồ phải ra thêm một cái, ít nhất là một cái trượng phép cho tôi. Trượng phép thì mới có đam được. Mết mà không có trượng phép không có đam đâu anh em. Ui anh em nhìn này, không phải cướp ạ. Mà thằng này hình như nó chơi lấy đồ đánh tay, nó chơi Metalist ấy. Nó không chơi mết, nó chơi Metalist anh em ạ. Sama nó chơi cùng bộ. Đèn quá thì mất thôi. Vẫn chưa thấy đâu. Ok. Chưa thấy gấu Saman đâu. Khó nhờ. Giờ mới có 2 con Saman mà còn chưa con nào lên được 2 sao. Chuyện này kiểu Saman nó không độ ấy. Saman mới mết nó không độ. Này có đép được quái không? Chơi trông có vẻ hơi toang quái ấy nhỉ anh em nhỉ? Này có đép nổi không nhỉ? Tôi có cái giáp thép ấy nhá. Giáp thép này mà còn không đép được quái nữa thì hơi bị CA đấy. Kể ra nếu mà bây giờ mà mình không lấy đồ thì mình còn có thể lọt quái, chứ bây giờ mình lấy đồ rồi mà mình vẫn lọt quái thì nó hơi căng ấy. Những cái món còn lại tôi vẫn chưa biết lấy cái gì. Tôi nghĩ là cái giáp thép và cộng giáp cho xung quanh mỗi người 8 giáp thì có thể trụ được ra quái này. Hy vọng là trụ được để có cái món đồ có thể là ngon nghẻ để được chọn. Chứ còn nếu mà toang thì thậm chí là còn mất đồ cơ. Sợ lắm. Được rồi, ui hay quá, đóng đá. Được rồi, ngon. Đóng được 2 phát, được. Đấy là của nó, được, ăn được. Đấy.
Giáp thép may đấy anh em ạ, có cái giáp thép đấy. Áo choàng à? Áo choàng ghép với dây chuyền kháng thôi. Đây rồi, Sama này. Áo choàng ghép với cái dây chuyền kháng nhưng mà không có đồ mết. Không có đồ mết anh em ạ. Chết tôi rồi. Không có đồ mết rồi, bây giờ chuyển sang insect thì tôi nghĩ là không đủ tiền. Thọt quá, máu thấp quá rồi. Thôi. Không chơi được mết anh em ạ, không chơi được mết, không chơi được mết, không chơi được mết. Chuyện này tôi sẽ bán mết đi anh em ạ. Không chơi mết đâu, tôi để giữ máu thôi. Tí nữa tôi đồ này chơi được là cái gì? Đánh tay à? Đồ này đồ đánh tay anh em ạ. Đồ đánh tay không phải đồ mết. Đồ đánh tay, đồ đánh tay. Để xem chứ. Ui ôi, thằng này cũng bài to đấy. Khiếp. 50 tiền. 50 tiền level 7. Bài to vãi cứt luôn. Ui hai con mèo này. Hay là chơi Sivet nhỉ anh em nhỉ? Ừ đúng rồi. Được không? Hôm qua chúng ta chơi Sivet kẹp với Insect. Hôm nay chúng ta chơi Sivet kẹp với cả Saman đi. Ừ, được không nhỉ? Được. Ok. Đây, như này đi nào. Vẫn là 3 mét này. Thôi. Tôi nghĩ như thế là đủ rồi đấy. Không có cô nữa đâu. Ủa, bây giờ lấy đồ này. Xem còn lấy cái gì nhỉ? Nếu mà chơi Sivet ấy, cái dây chuyển kháng từ từ đấy anh em. Cái bộ Sivet này thì tôi nghĩ là lấy cái dây chuyển kháng nó hơi thừa. Bộ Sivet này nó đẻ ra những cái con nó giống nhau ấy, nên là nhiều khi là nó sẽ cấm đánh vào những cái con nó cùng cái thể loại ấy, nên là từ từ đã anh em nhé. Nó cũng không cần thiết cái kháng đâu, cái kháng hiệu ứng nó hơi thừa trong cái bộ này. Ví dụ như tôi tí nữa tôi kiếm được ra con mèo 5 đô đúng không? Nó gọi ra ba con mèo 5 đô đi. Thì ba con mèo 5 đô đấy nó bị cấm đánh thì nó chỉ cấm được một con thôi. Đấy là chúng ta chơi Sivet thì chúng ta cũng không cần thiết là chúng ta phải lấy cái kháng lắm. À, tôi đợi chút, tí nữa có thể lấy đồ Kira. Lấy đồ Kira được. Đồ Kira cũng là một trong cái món ngon đấy. Bốn mươi lăm máu vẫn đang thua này, vẫn chưa thắng được luôn. Lên 8 rồi mà vẫn chưa thắng được. Ra ngoài chắc là thắng rồi. Ra ngoài chắc thắng rồi. Quả dồn đam cực mạnh luôn. Ok. Rồi. Ôi chắc là tôi nghĩ là cũng phải chấm dứt cái chuỗi này thôi. Ok kìa. Tôi muốn chấm dứt cái chuỗi thua mà vẫn chưa để chấm dứt được này anh em này. Được không? Cái con này nó có đồ nhá. Không được. Con Gladiator đấm cũng khá là khỏe. Thôi không sao, thế này cũng ngon. Lọt một con, mất có hai máu đấy anh em ạ. Tuyệt vời. Sekalancer, thôi, không chưa. Ok. Hôm nay tôi cũng muốn làm cái content chơi cái bộ Sivet kẹp với cả Saman. Đủ rồi anh em ạ. Đấy. Đủ bộ là mạnh rồi. À, lần tiếp vào kiếm 2 sao. Rồi. Cứ phải 2 sao đã rồi lên 9 sao. Nói chung là bây giờ tôi sẽ kiếm roll cho đến khi nào cái con mèo nó lên được 2 sao thì tôi mới lên 9 cơ. Cái bộ này tôi thọt tiền quá rồi anh em ạ. Tôi thọt quá rồi, thọt máu thọt tiền. Ăn được không? Biến ra con bom này là cái lượng đam cũng khá lớn nhưng mà gặp đúng cái thằng Clyde. Thằng Clyde này là chúng ta phải có mèo 2 sao thì may ra mới có cửa clear.
Đấy, vẫn thua. Vẫn thua anh em ạ, dã man. Vậy là cái chuỗi này kéo dài luôn đến round 21 luôn. Thật sự là như thế luôn. Mặc dù tôi không buồn đâu nhưng mà nó vẫn bắt tôi ở Eco. Rồi. Rốt tiếp rồi anh em ạ. Heo thôi nhá. Chuyện này không có tiền để nuôi insect này rồi, thôi bỏ luôn. Bây giờ đang vẫn thua đây này anh em này. Đấy, nên là nếu mà bảo tôi lên 9 để mà tôi chơi insect thì thôi anh em ạ. Cứ phải full Saman đã. Full Saman 2 sao rồi mới chơi được. Co phải lên 2 sao thì mới chơi được anh em nhá. Mèo còn 1 sao thì là thôi vứt đi. Mèo 2 sao thì nó cũng khá là khó nhá. Chơi mèo này mà muốn 2 sao là phải thêm 3 con nữa cơ. 3 con nữa mới chơi được. Rất khó chơi. Triệu ma pháp à. Cũng được, ghép được cái hack. Ồ, đồ thế này. Chán thế nhờ. Đồ này thì ghép được cái áo choàng chống ma pháp. Ghép cái này đi. Như tôi chia sẻ với anh em là tôi sẽ không ghép cái dây chuyển kháng. Bởi vì cái dây chuyển kháng nó rất phí với bộ này. Bộ này không cần thiết đâu. Thậm chí là nó còn cầm đánh vào cái con Saman cơ. Nên là tôi sẽ ghép cái này nhá. Để chống những cái đam phép. Rồi, một con, hai con nữa thôi. Nói chung là khó thật đấy. Mấy cái món còn lại vẫn chưa biết chơi. Ui, gặp thằng Saman này. Thằng này Saman là chơi với cả ấy à, Witcher. Ui, Saman kẻ Witcher. Saman kẻ Witcher cũng ghê đấy. Ghê đấy, ghê đấy bạn ơi. Ghê đấy bạn ơi. To đấy, to đấy. Trận này có vẻ nhiều người chơi Saman. Bởi vì cái bộ truyền thuyết của nó, Saman nó khá là mạnh. Đẩy 15 máu rồi này. Trứng. Rồi, một con nữa thôi. Một con mèo nữa, một con mèo nữa, một con mèo nữa, một con mèo nữa. Một con mèo nữa, một con mèo nữa. Ok. Này đi. Một con mèo nữa thì ngon. Tạm thời thế này là chúng ta có thể giữ máu rồi. Saban chỉ cần có những cái con 4 đô ấy mà nó có những cái con mà nó 4 đô nó hóa thì nó cũng sẽ ra được 4 đô 2 sao thì có thể trụ được. Tôi nghĩ là sẽ trụ được thôi. Rồi. Và thằng này trụ được. Yên tâm. Exit à? Chơi gì nhá? Ok. Ui, đây rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ thực sự là trụ được rồi. Chính ra trận này chơi insect cũng ngon đấy nhá. Tôi roll ra khá nhiều insect ấy. Tôi thấy là tôi ra cả con gấu, hai con gấu 2 sao rồi. Roll được ra gấu 2 sao rồi. Roll được ra con heo. Roll được ra con mấy con insect rất nhiều rồi. Trận này có Exit này. Exit thì chơi insect ngon. Nhưng mà chơi Saman thì cũng counter được với Exit. Đấy, trận này còn có Clay nữa. Nhưng mà trận này chủ yếu là Saman đấy. Có nhiều người chơi Saman giống tôi. Tranh bài gọi là sấp mặt luôn. Nhưng mà chúng ta roll ở level 8 thôi. Chúng ta tranh bài của đối thủ, không cho đối thủ roll ra. Đối thủ sẽ lên 9 cơ. Nhưng mà chúng ta không chơi ở 9, chúng ta lên roll ở 8 và lên 2 sao. Rồi cái tơ to thế nhở. Ây à, rồi cái tơ to thế nhở. Thua không? Thua à? Rồi cái tơ. Đàm to thế. Ui, mèo 5 đô này. Hay. Rồi. Ok. Có mèo 5 đô rồi. Chúng ta sẽ có 2 Civet kẹp với cả 4 Saman. Kiếm 6 Saman. Chuyện này có vẻ là chúng ta sẽ phải up cấp lên đấy. Chuyện này thì có đủ 6 Saman, không cần phải câu gấu. Nếu chúng ta ra Squire, chúng ta sẽ đánh là 6 Saman kẹp với cả 2 Civet. Được.
Tôi nghĩ là round này tôi sẽ đẩy nhiều đấy. Con mèo tôi lên được 2 sao rồi, gây đam rất lớn luôn. Đấy, gặp ngay cái thằng Witcher kẹp với cả ấy này. Ui, đẩy còn có 5 máu, 26 máu đấy anh em. Thực ra nếu mà để mong đợi có một cái trận đấu mà đẩy theo cái kiểu trận đấu ngày hôm qua thì không được. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đẩy nhiều. 26 máu không phải là một con số nhỏ đâu anh em. Nó khá nhiều đấy. Ok. Bây giờ mà chúng ta đủ 6 Saman thì chắc chắn là nó đẩy nó sẽ không dưới 30 máu. Nếu mà đủ 6 Saman, không dưới 30 máu đâu anh em. Mà để mà đủ được 6 Saman thì nó phải ra con Squire, một con 5 đô khá là khó. Tôi nghĩ tôi sẽ roll cái con mèo 3 ở level 8 thôi anh em ạ. Trận này không lên 9 được đâu, tiền nó thọt, không lên 9 được anh em nhá. Bao giờ mà chúng ta ổn định thì chúng ta giữ được máu thì chúng ta mới có cái cơ hội lên. Lên 9 sau khi mà chúng ta ổn đã. Ok, vậy là round này chúng ta có cái giáp thép à? Ui, được rồi, còn một con nữa thôi. Một con nữa thôi anh em ạ. Thôi, roll nốt đi. Còn một con nữa, tôi roll nốt anh em nhé. Buộc phải ra, ra round này, không ra thì là toang. Bây giờ đội hình nó bị yếu rồi. Lấy cái này hay lấy cái giáp thép? Lấy cái giáp thép đi. Lấy cái Kira lấy sau. Lấy Kira lấy sau. Tạm thời thế này đã. Sau sau tôi sẽ xả một cái lần cuối nha anh em nhá, để run ra con mèo 3. Sau sau tôi sẽ xả lút. Round này không kịp. Thế thôi, tạm thời thế đã. Ui, gặp thằng Saman kẹp với cả ấy rồi này. Ăn nổi không? Tôi nghĩ là ăn được. Ui rồi ôi, còn đẩy nhiều máu nữa chứ anh em ơi. Ui rồi anh em ơi. Này bao nhiêu máu? 29 máu. Cũng thế là cũng căng. Cũng căng anh em ạ. Cũng căng. Rồi thôi, chúng ta roll nốt con mèo 3 sao nhá anh em nhá. Ok. Ui đây rồi, quá tuyệt vời bạn ơi. Rồi. Ủa đấy. Ok. ổn rồi. Vậy là chúng ta sẽ thấy một cái trận đấu những cái con mèo nó nhảy TikTok anh em nhá. Điệu nhảy tử thần à. Tử thần là liệu rằng có ghé thăm nhà các bạn lần nữa không? Tôi nghĩ là đây nó cũng sẽ là một trận đấu mà đẩy cực kỳ căng. Những cái thằng nhà cửa lai là những cái thằng mà sợ nhất này. Sau đó đến những cái thằng Exit. Những cái thằng Exit gặp thì chắc là cũng sẽ bay màu sớm thôi. Thằng Exit sắp đi rồi. 27 máu gặp tôi chắc đi luôn. Đây rồi, còn thằng này là Saman kẹp với Witcher. Saman kẹp Witcher này. Đâu rồi? Tôi nhìn thấy bọn nó, con Fallen của nó đâu ấy nhỉ? À đây rồi, mất dạng luôn mà. Ui rồi anh em nhìn kìa. Đối thủ chắc ngất luôn. Ơ nhưng mà bóng anh em ạ. Rồi ơi, bao nhiêu máu đây? 35 máu cho một cái bóng. Mèo lên 3 sao. Bao nhiêu máu cho đủ đây? Mà người hên thế nhỉ? Nó lại gặp cái bóng của tôi anh em ạ. Trời. Quả đấy mà gặp cái bản thật thì chắc là lại ăn chửi. Dã man. Chơi bộ này nói chung là phê thật, hành hạ đối thủ thế nào cũng thấy sướng. Nhìn trong đối thủ bị đẩy một round mất 30 mấy máu sướng thật sự luôn. Tầm này bây giờ làm gì nhỉ? Chắc là chả làm gì. Up 8 thôi. À up 9 thôi, lên level 9. Chúng ta lên level 9 rồi, chúng ta sẽ kẹp vào. Tôi nghĩ là sẽ kẹp cọc vào để counter cái nhà Saman. Cái thằng Saman nó lên level 10 nó kẹp được 6 Saman rồi. 6 Saman rồi anh em ạ. 6 Saman kẹp với 4 Metalit là cái bộ khó nhằn đấy nhá. Phải kẹp cọc vào thôi. Kẹp cọc vào để counter cái con phong vũ. Nguy hiểm đấy, bộ này nguy hiểm. Ok,
Ok, thằng Clan này chắc đi rồi. 56 máu thì chắc là mất rất nhiều máu luôn. Úi ôi. 34 máu. Anh em ở cái tầm này là đẩy 30 hơn 30 máu đấy anh em ạ. Dã man. 34 máu có nghĩa là nếu mà một thằng 100 máu thì sau 3 lần gặp tôi là bay màu. Đấy, anh em cứ tính đấy cho nó nhanh nhá anh em nhá. Tốc độ nó sẽ không bằng cái trận đấu ngày hôm qua. Ngày hôm qua là cái gì? Một cái thằng có chuỗi thắng 100% máu đến lúc gặp tôi. Gặp tôi lần thứ 2 là bay màu. Đấy, anh em biết. Gặp tôi sau 2 lần gặp tôi nó chỉ còn đúng 1 máu. Thì trận đấu này thì chúng ta cũng gặp 3 lần là bay màu thôi. Trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta cũng đẩy mỗi round khoảng 49 máu thì cũng 3 lần là bay màu mà. Cái lần thứ 3 thì nó còn 1 máu, đẩy 49 máu thì nó cũng là bị hơi thừa. Còn cái trận đấu này thì tôi nghĩ là nó cũng tương đương đấy anh em ạ. Trận này thì cũng có nhiều Saman nữa. Đấy, ui thằng này cũng đủ 6 Saman rồi này. Hai thằng đủ 6 Saman rồi. Mà còn tôi thì bây giờ tôi vẫn đang 4, chơi 4 Saman là bị thiệt thòi lắm đấy nhá. 4 Saman là chúng ta hóa mất khoảng 20 giây là những cái con Saman nó tự chết. Nhưng cái bộ 6 Saman thì nó hóa được 3 sao và nó khỏe hơn. Trong vòng 20 giây đấy nó hóa liên tục ra con 3 sao. Ui anh em ơi, nhưng mà cũng càng lắm. Lại đẩy 30 máu nữa này. Trời ơi, 29 máu. Có chuỗi rồi. Quá tuyệt vời. Một thằng ra đi anh em ơi. Cái quả vừa rồi tôi đẩy khét thế nhờ. Ơ, cái thằng ra đi là cái thằng Saman mà. Cái thằng Saman, cái thằng 6 Saman ra đi rồi anh em ạ. Ôi rồi ơi, tưởng 6 Saman như nào, gặp 4 Saman còn bị đẩy. Ôi 30 máu luôn anh em. Dã man thật sự. 6 Saman bị 4 Saman đẩy 30 máu anh em tin được không? Chứng tỏ cái bộ Civet này cực kỳ khỏe đúng không? Kết hợp với cả Saman. Sợ thật, quá đáng sợ. Mà cái thằng đấy nó còn 6 đỏ nữa đấy nhá. 6 đỏ kết hợp với 6 Saman đấy nhá. Đúng không? Thằng đấy có phải 6 đỏ kết hợp với 6 Saman không anh em nhỉ? Hay là 4 đỏ? Tôi nghĩ là 4 đỏ. 6 đỏ có đủ không? Đủ mà. 6 đỏ 6 Saman đủ mà. Trong cái bộ đỏ có 2 con Saman. Ừ đúng rồi. Tôi ấy đánh ở level 10 nhá, mà tôi đánh ở level 8. Level 8 đánh level 10 nó 6 Saman 6 đỏ mà nó bị cái bộ Civet kẹp với cả 4 Saman đấm chết này. Ui chứng tỏ bộ này cũng căng đấy anh em ạ. Cũng căng đấy. Đây rồi. Quá tuyệt vời. Rồi cái món này là ngon đấy. Ngon nghè. Rồi tôi sẽ up cấp để tôi kẹp cái cọc của anh em nhá. Tránh cái trường hợp bị cái thằng Metalit kẹp với cả 6 Saman nó sang nó đấm. Thằng đấy là cái thằng nguy hiểm nhất bây giờ đấy anh em ạ. Những cái thằng còn lại không đáng lo. Cái thằng 6 Saman ấy là cái thằng đáng lo nhất. Còn lại toàn Aegisid với Clive thì vô tư. Món đồ còn lại tôi nghĩ sẽ là cái cầm đánh nhưng mà tôi lấy sau. Hoặc là có thể là cái giáp xoay. Từ từ đã. Xem đồ ra cái gì. Rồi, máu sàn sàn như nhau rồi đấy. Tôi giờ lại có lượng máu cao nhất rồi này anh em này. Quá tuyệt vời. Tôi nghĩ là đến round 35 này sẽ chết hết rồi. Tầm này round sau là chết chắc hai đứa chết. Round sau sẽ hai đứa bay mở ấy. Phaser này. Tầm này Phaser không có cửa nào rồi. 9 Phaser. 9 Phaser này. Ui rồi ui. Quá ít máu để mà đẩy. Cái lượng máu nó không còn là bao nhiêu để chúng ta có thể đẩy một cái lượng quá nhiều như thế. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. 6 Saman vẫn còn nhá. Còn thằng Clive, thằng Gladiator thì không sợ nữa rồi. Cái tầm này Gladiator yếu rồi anh em ạ. Cái bộ Gladiator đánh siêu late game nó không mạnh đâu. Làm sao mà mạnh bằng những cái bộ như kiểu 6 Saman được. Kẹp cọc vào là hết vẹo rồi. 6 Saman nó hóa ra 5 đô, nó gạt cho 3-4 phát là chết mà. Chưa kể biến ra gấu đá, rồi gấu mết, rồi gấu assassin ấy. Cái bọn đấy nó counter và Gladiator lắm. Gladiator còn sợ những cái con dạng kiểu dồn đam tổng lực, dạng kiểu bom biết các thứ mà nó hiện ra nó nổ phát là bay màu thôi. Giờ ấy chỉ sợ, ui rồi sợ thằng này này.
Tôi ngỡ là cái thằng này vẫn 2 sao, giờ lên 3 sao rồi thì thôi chịu nó, khó nhỉ. Phong Vũ lên 3 sao, 4 Metalit. Có chất lượng thế lại. Cái bọn người Gutter này này, cuối game nó đuối lắm anh em ạ. Đấy, cứ bắn vào cái cọc mà, kẹp cái cọc ở đây là an toàn luôn. Anh em thấy chưa, hiện ra con già nó dồn đam tổng lực kìa. Chết ngay, ui dồi ôi, đẩy phát 29 máu luôn. 33 máu chứ không phải 29 máu. Creator cái tầm này đuối rồi, đánh đến siêu lết rồi. Không đánh được với bộ này đâu, mấy cái bộ Saman. Ui, dây chuyền kháng này. Dây chuyền kháng 2 à. Ok. Chuyển cái dây chuyền kháng cho con chính cho nó khỏe. Phun đồ đấy. Tôi có cọc rồi, không biết tôi có ăn nổi cái này không. Nó là 6 Saman anh em ạ. 6 Saman thì nó hơn tôi nhớ là chắc chắn rồi. Với cả cái vấn đề nữa là 6 Saman của nó ấy, là 6 Saman 5 đô. Thật ra là con Squire nó gọi ra con mèo 5 đô kìa. Ui mẹ ơi, mèo 5 đô luôn. Sợ thế. Thua rồi. Nó 6 Saman nên là nó gọi ra được mấy cái con khỏe quá anh em ạ. Con 5 đô 2 sao. À 5 đô 3 sao. Gọi ra 5 đô 3 sao chịu không. Đánh con Phong Vũ nó không mất tí máu nào luôn. Cay thật. Phong Vũ không mất một tí máu nào luôn. Với cả đồ con Phong Vũ thế giới quá. Như này có thể chúng ta sẽ ăn được. Bây giờ phải dồn cho con Phong Vũ đánh vào cái cọc anh em ạ. Dồn lên, Phong Vũ blink xuống cái đứng vào cọc thì mới có cửa ăn được. Nói thế thôi chứ vẫn còn hên xui lắm anh em. Đội hình này của chúng ta đuối hơn. Bây giờ phải 6 Saman vào cho tôi mới đỡ được. Đấy, bây giờ đủ 6 Saman vào cho tôi. Tôi đánh 6 Saman gọi ra 5 đô 3 sao nó cũng thế thì mới chơi được anh em ạ. Rồi, ôm cọc đi. Vẫn chưa ôm cọc à. Ôm cọc đi, đúng rồi. Ui mẹ ơi, toàn gọi ra 5 đô 3 sao luôn. Được rồi bạn ơi. Ui giời, hai máu, quá tuyệt vời. Nhưng mà nó lại kéo dài đến round thứ 36 thì thằng này nó lại có khả năng lật đấy. Anh em ạ. Kéo tiếp đến round 36 là khả năng nó lại có đồ cam, nó lại khỏe hơn. Chúng ta như này là mắc binh rồi, không mạnh hơn được nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể là 6 Saman thì mới khác hẳn thôi. Chứ còn đồ bây giờ là không thể mạnh hơn được rồi anh em ạ. Con mèo này đồ nó có thêm lưỡi nó vẫn thế thôi mà. Nó không có gì khác. Chủ yếu là phải có 6 Saman để chúng ta có thể gọi ra được 5 đô 3 sao ấy. Thì đánh nó mới gọi là cân kèo. Rồi tầm này thì hơi khó đấy nhá. Rao sau có thể tôi dí đến 10. Dí đến 10 vứt thêm một con Saman nữa vào. Lên 10 mình có cái cơ hội kiếm được ra 5 đô anh em ạ. Đúng rồi, Squire nó lan giải lắm. Anh em thấy là cả trận đấu này tôi may tôi ra con mèo 5 đô đấy. Chứ còn tôi chưa chắc tôi đã ra là cái con 5 đô thứ hai đâu. Ra một con đã thấy khó rồi cái này. Đấy, cái chiến thắng cho an toàn nhá. Đánh kiểu nó bị giật cho còn có 1 phần 2 máu thì bật chiến thắng lên lại full. Ok. Đó. Lên 10 đó. Bây giờ mà ra con Squire cái thì là lại cân bằng. Thế trận nó lại cân bằng. Ok, chúng ta xếp vẫn xếp cái này thôi anh em ạ. Vẫn phải là cho nó ôm cặp, không là thua. Liệu rằng có thể ăn được không đây? Được không? Ui, con mèo chết rồi. Con mèo của tôi chết rồi. Chết luôn một con mèo rồi. Ok, nhưng mà sao vẫn còn 3 con? Có 4 con mèo 2 sao cơ à? 4 con mèo 3 sao luôn.
ở đâu ra nhở? Không rõ. Nhưng mà bạn ơi, nhưng mà tôi không cần biết, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Ôi, vẫn cứ là khỏe luôn. 4 xa man đập 6 xa man như con. Dã man thật sự. Sivet là công nhận Sivet kẹp cái gì cũng khỏe nhở. Anh em có đồng ý với tôi không? Đấy, anh em mà đồng ý thì anh em cho một like nhá. Anh em thấy hay thì anh em có thể chia sẻ. Và anh em cũng có thể đăng ký để xem những cái clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn được clip bên trái anh em nhé. Ui rồi, siêu phẩm tối chủ nhật thì đương nhiên rồi. Không cần phải giới thiệu nhiều anh em nhé. Cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Tử thần gõ cửa, đoạt mệnh tức thì anh em nhé. Một round 75 máu, rất là hay. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Đến với một cái siêu phẩm khác, Người về từ cõi chết anh em nhé. Hay như một bộ phim Hollywood luôn. Anh em tin tôi, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!